Tại Hà Nội, gần 1.000 học sinh phổ thông trung học đã tham gia vào ngày trải nghiệm ngành học kinh doanh do Đại học RMIT tổ chức. Đến với ngày hội, các em học sinh được tham gia vào 10 lớp học thử thú vị. Với các hoạt động tương tác, giúp các em hình dung về một lớp học thật tại Đại học RMIT Việt Nam. Bên cạnh đó, trường còn tổ chức tọa đàm hướng nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh, giúp các bậc phụ huynh có những hiểu biết tổng thể về việc chọn ngành cho con em. Ngày trải nghiệm còn mang đến thông tin hữu ích về các chương trình học bổng. Trong năm 2018, chương trình chuyển tiếp và trao đổi tới hơn 200 đối tác ở hơn 40 quốc gia trên toàn cầu, triển lãm các dự án khởi nghiệp của cựu sinh viên và thông tin hoạt động của hơn 20 câu lạc bộ sinh viên năng động.